Chào các em. Trong clip này thầy muốn trao đổi về cách chúng ta xác định cái thời gian tính khấu hao một cái tài sản cố định cho một cái phương pháp cụ thể. Ở đây là phương pháp khấu hao đường thẳng. Thì như các em đã biết thì cái công thức mà chúng ta dùng để tính khấu hao một cái tài sản cố định theo phương pháp khấu hao đường thẳng thì trong phần tử số chúng ta sẽ lấy nguyên giá và trừ cho cái phần giá trị thanh lý ước tính, và mẫu số của chúng ta là cái thời gian sử dụng mỗi ít. Thì trong trường hợp để xác định cái thời gian sử dụng mỗi ít thì chúng ta có thể tham khảo cái phần phụ lục của thông tư 45. Nhưng mà cụ thể là trong trường hợp mà nếu chúng ta là muốn tính mức khấu hao tăng giảm của từng tháng theo cái số ngày sử dụng hoặc là không sử dụng thì chúng ta sẽ xác định như thế nào, chúng ta cùng tham khảo. Chúng ta biết là cái phương pháp khấu hao đường thẳng thì có ba cái mức chúng ta khấu hao, là khấu hao trung bình năm, thứ hai là trung bình tháng, và thứ ba là khấu hao trung bình ngày. Thì để xác định cái mức khấu hao trung bình ngày đó thì chúng ta sẽ dựa vào cái phần hướng dẫn trong cái phần nguyên tắc trước khấu hao. Thì như vậy thì đầu tiên là trường hợp là trong tháng chúng ta có mua thêm và đưa vào sử dụng một cái tài sản cố định. Thì như vậy thì cái số ngày mà chúng ta xác định để tính khấu hao đó thì được tính bằng cách là chúng ta thực hiện là theo số ngày của tháng và bắt đầu từ cái ngày mà chúng ta ghi tăng cái tài sản cố định đó. Ở đây thì thầy đưa ra một cái ví dụ minh họa để các em có thể tham khảo. Thì trong ví dụ minh họa này đó là vào ngày 12 tháng 5 năm N, chúng ta có mua và đưa vào sử dụng một cái tài sản cố định. Ở đây chúng ta cần phải xác định cái số ngày mà chúng ta sử dụng, hay là cái số ngày mà chúng ta sử dụng để trước khấu hao cái tài sản này trong tháng tháng 5. Thì các em đều biết là như vậy thì trong tháng 5 là có 31 ngày. Và như vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu khấu hao kể từ ngày 12 tháng tháng 5. Và như vậy thì công thức dễ dàng để chúng ta tính được là chúng ta cứ lấy cái số ngày của tháng là 31 ngày. Chúng ta trừ cho cái ngày mà chúng ta ghi tăng tài sản cố định và chúng ta cộng thêm, và chúng ta bắt đầu tính từ ngày 12, chúng ta cộng thêm 1. Như vậy thì chúng ta sẽ tính ra được cái lựa chọn đáp chính xác ở đây á, là cái số ngày mà chúng ta sử dụng để trước khấu hao tài sản này á, nó sẽ là 20 ngày. Ngược lại trong trường hợp là trong tháng chúng ta có ghi giảm một cái tài sản cố định như là chúng ta thanh lý nhượng bán, có nghĩa là chúng ta thôi trước khấu hao, thì cái số ngày mà chúng ta ngừng trước khấu hao, không trước khấu hao á, thì cũng được thực hiện bắt đầu từ cái ngày mà tài sản đó giảm và theo số ngày của tháng. Ở đây thầy đưa ra một cái ví dụ cụ thể. Cũng trong tháng 5 thì vào ngày 15 tháng 5 thì chúng ta có nhượng bán một cái tài sản cố định. Như vậy thì vào cái ngày 15 tháng 5 chúng ta sẽ thôi trước khấu hao. Và để xác định cái số ngày không sử dụng, không trước khấu hao của tài sản cố định này trong tháng 5 á, thì chúng ta cũng sẽ áp dụng công thức tương tự như hồi nãy. Chúng ta cũng lấy cái số ngày của tháng 5 là 31 ngày, chúng ta trừ cho cái ngày mà chúng ta ghi giảm tài sản đó. Và do là cái việc ngừng trích đó được bắt đầu kể từ ngày chúng ta ghi giảm, chúng ta cộng thêm 1. Thì như vậy thì trên màn hình thì cái lựa chọn chính xác ở đây á, là 17 ngày. Thì đó là cái cách để chúng ta xác định cái mức khấu hao, cái số ngày mà chúng ta được sử dụng để chúng ta tính khấu hao hoặc là không thức khấu hao có thể cố định mà chúng ta đưa vào sử dụng hoặc là chúng ta thanh lý nhận bán trong một cái tháng cụ thể. Ở đây là tháng tháng 5. Chúng ta đi vào hai cái ví dụ minh họa để các bạn có em có thể thấy rõ hơn về cái nội dung này. Thì ở cái ví dụ thứ nhất đó là chúng ta sẽ đi vào cái tình huống là chúng ta xác định cái mức khấu hao tăng giảm của từng tháng. Như vậy thì theo phương pháp đường thẳng thì khấu hao trung bình cho các tháng nó sẽ bằng bằng nhau. Tuy nhiên là trong cái tháng mà chúng ta có đưa vào sử dụng một cái tài sản cố định thì khấu hao của tháng này chúng ta sẽ lấy bằng cách là chúng ta lấy khấu hao tháng tháng trước và chúng ta cộng cái số khấu hao theo số ngày
mà cái tài sản cố định đó chúng ta đưa vào sử dụng. Các bạn có thể dành ít thời gian đọc lướt qua cái ví dụ minh họa vào ngày 10 tháng 11. Và trong ví dụ này thì chúng ta sẽ phải xác định, thứ nhất là các cái bút toán có liên quan. Thứ hai đó là chúng ta sẽ tính ra cái số ngày sử dụng trong tháng 11. Và từ cái số ngày sử dụng này thì chúng ta sẽ xác định cái mức khấu hao tương ứng của số ngày sử dụng để làm cơ sở chúng ta xác định khấu hao tháng tháng này. Thì trong tình huống này thì nếu chúng ta tính toán ra chính xác thì cái số ngày mà cái tài sản cố định này chúng ta sử dụng trong tháng 11 thì nó sẽ là 21 ngày. Và cái khấu hao tương ứng của 21 ngày thì nó sẽ là 504 ngàn. Các bạn có thể tham khảo qua cái định khoản có liên quan ở nghiệp vụ này. Để hiểu rõ hơn thì thầy đưa ra cái minh họa để các bạn có thể tham khảo về cái cách chúng ta xác định cái mức khấu hao tăng trong trường hợp này. Thì như vậy chúng ta thấy trên màn hình đó là cái ta đang đứng ở tháng 11 và chúng ta cần phải xác định cái khấu hao của tháng 11. Thì các bạn biết là theo pháp khấu hao đường thẳng thì khấu hao giữa các tháng nó sẽ bằng bằng nhau, trung bình tháng nó sẽ bằng nhau. Như vậy là khấu hao trung bình của tháng 10, 11 ha, nó sẽ bằng tháng tháng 10. Tuy nhiên là do là trong tháng 11 chúng ta có mua và đưa vào sử dụng một cái tài sản cố định. Và như vậy thì khấu hao của tháng 11 nó sẽ bằng khấu hao tháng 10 và cộng thêm khấu hao tương ứng của số ngày mà chúng ta đưa cái tài sản cố định đó vào sử dụng trong tháng 11. Cụ thể là cái phần màu xanh trên màn hình. Và cái phần màu xanh đó thì kết quả tính toán của chúng ta nó sẽ là 504. Và nếu các bạn chưa tính ra được con số này thì chúng ta có thể tham khảo cách tính trên màn hình. Như vậy chúng ta sẽ lấy nguyên giá của tài sản cố định này là 95 triệu 040. Chúng ta chia cho cái số năm sử dụng bình quân là 11. Trong một năm có 12 tháng. Trong tháng 11 có 30 ngày. Và cái số ngày mà chúng ta đưa cái tài sản cố định này vào sử dụng đó là 21 ngày. Và chúng ta tính ra được cái mức khấu hao của 21 ngày đó là 504 ngàn. Thì đó là cái ví dụ minh họa ha. Trường hợp thứ hai là nếu trong tháng mà chúng ta có thanh lý hoặc là nhượng bán một cái tài sản cố định thì cái công thức mà chúng ta dùng để xác định mức khấu hao trung bình của tháng này thì các bạn cũng làm tương tự, chúng ta lấy khấu hao của tháng trước nhưng mà chúng ta sẽ trừ khấu hao theo số ngày không sử dụng của những tài sản cố định mà chúng ta ghi giảm trong tháng này. Cũng tương tự các bạn có thể tham khảo qua cái ví dụ minh họa trên màn hình. Và trong ví dụ này thì cũng có ba yêu cầu. Thứ nhất là chúng ta sẽ định khoản. Thứ hai là chúng ta sẽ xác định cái số ngày không sử dụng của cái tài sản cố định mà chúng ta ghi giảm nhượng bán trong tháng 11. Và cuối cùng đó là yêu cầu số 3, chúng ta sẽ tính ra cái mức khấu hao tương ứng của cái số ngày không sử dụng. Thì trong cái trường hợp này đó thì các bạn sẽ tính ra được cái khấu hao theo số ngày không cái số ngày không sử dụng đó, thì nó là 26 ngày. Cũng tương tự chúng ta lấy số ngày của tháng 11 là 30 trừ cái ngày mà chúng ta ghi giảm tài sản cố định là ngày ngày 5. Và cái chúng ta sẽ ngừng trích khấu hao tại thời điểm ngày 5 nên chúng ta cộng thêm 1 và như vậy là cái số ngày không sử dụng nó là 26 ngày. Và khấu hao của 26 ngày thì chúng ta tính ra, nếu mà tính ra chính xác thì nó sẽ là 572 ngàn.
Các bạn có thể tham khảo qua phần định khoản có liên quan của nghiệp vụ này. Đây là nghiệp vụ thanh lý nhượng bán tài sản cố định. Để hiểu rõ hơn thì chúng ta có thể tham khảo qua cái phần minh họa sau. Trường hợp giảm. Rồi. Thì chúng ta cũng thấy trên màn hình. Đây là khấu hao của tháng 10, nó tương ứng với phần màu vàng trên màn hình. Và do là chúng ta đang tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng, nên khấu hao trung bình cho các tháng nó sẽ bằng nhau. Cụ thể là khấu hao trung bình của tháng 10 nó sẽ bằng tháng 11. Tuy nhiên là trong tháng 11 á, chúng ta có nhượng bán một cái tài sản cố định. Và như vậy thì khấu hao tháng 11 nó sẽ bằng khấu hao tháng 10. Nhưng mà phải trừ đi cái số khấu hao theo cái số ngày không sử dụng của cái tài sản cố định này trong tháng 10. Và chúng ta đã tính toán hồi nãy thì cái mức khấu hao của số ngày không sử dụng nó là 572 ngày. Và cụ thể thì cách tính sẽ như trên màn hình. Chúng ta sẽ lấy nguyên giá của tài sản cố định. Chúng ta chia cho 11, đó là cái thời gian sử dụng hữu ích, 11 năm. 12 là cái số ngày của tháng. Và trong tháng 11 thì chúng ta có 30 ngày. Và trong tháng 11 thì do là chúng ta thanh lý nhượng bán vào ngày 5, cho nên là chúng ta không sử dụng là 26 ngày. Như vậy là khấu hao tương ứng của 26 ngày nó sẽ là 572 ngàn. Thì như vậy thì qua cái đoạn clip này thì thầy hy vọng là các em nắm nắm vững cái cách chúng ta xác định cái thời gian để chúng ta xác định cái mức khấu hao hoặc là cái mức mà không trước khấu hao trong trường hợp là trong tháng có một cái tài sản tăng hoặc giảm. Chào các em.